Có cần nói lại từ đầu không? Có, thầy nói lại từ đầu đi thầy. Lại từ Có thầy đầu, ơi. lại từ đầu cho đẹp nhá. Rồi thầy xóa hết đi này. Đấy. Các bạn đầu tiên chọn cho thầy hình chữ nhật. Các bạn kéo từ trên này xuống. Đấy, kéo lên này. Ok chưa? Ok rồi nhá. Chúng ta chọn Edit Point, chọn vào nút giữa, giữa trung tâm của hai cái. Các bạn kéo đẩy nó lên. Các bạn chọn Corner Point. Rồi ok. Để thầy làm lại bước như vậy. Kéo hình chữ nhật khác. Ở đây nó cũng có cái hình này. Ta kéo luôn cái hình này dễ hơn nhé. Cái hình mũi tên này. Đó, thay vì kia. Đó, các bạn kéo này. Đến đây nhé. Xong các bạn lật lật nó sang bên này. Đấy, các bạn chọn cái nút này nhé. Nút đây là để các em lật. Em lật chúng ta gọi là lật kiểu này. Đó, thì nó có cái ở giữa trung tâm hơn. Edit Point ta kéo được ra. Sau đó các em kéo hình này để ra đây một chút. Ở đây các bạn sửa ở trên này. Để đi qua. Các bạn kéo nó được ra đây. Dưới này các bạn cũng kéo. Đấy. Thì chúng ta có thể sử dụng nhiều loại hình khác nhau. Rồi, sau khi để xong cái này rồi, các em chọn không đường viền. Các bạn chọn cho thầy màu đen. Màu đen, màu xanh đen yeah. Đấy. Xanh đen. Rồi các bạn có thể chọn này, các bạn chọn màu, kéo cái màu đen này xuống một chút. Ok. Rồi, bước tiếp theo các bạn chọn cho thầy nhân đôi. Giữ Ctrl kéo xuống đằng này. Đó. Giữ Ctrl nhá. Kéo xuống. Đây. Dịch ra đây một chút. Đấy, xong ta đổi màu thì nó sẽ khác. Đó. Ta đổi màu khác đi để ta dễ nhìn. Sau đó các bạn xem nó đã ổn chưa. Đến tầm này đã ổn chưa. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cho nó một màu xanh khác đi. Đó. Xanh khác đi nhá. Rồi các bạn lại nhân đôi tiếp này. Giữ Ctrl kéo vào trong đây một chút. Không, các bạn cho nó một màu. Kéo dịch ra đây một chút. Đó. Xong các bạn nhân đôi tiếp. Giữ shift kéo lên đây. Bạn cho nó một màu khác một chút. Đó. Ok chưa cả các em? Rồi. Rồi chúng ta gần giống rồi nhá. Cái chỗ này các bạn lại nhân đôi tiếp cho thầy. Các bạn kéo dịch ra đây. Ôi ra đây. Cho nó màu xám. Tức là màu xám này. Các bạn cho nó vào trong sen tụ bác. Đấy. Ok chưa cả lớp? Cái này các bạn cho lùi xuống một chút. Đấy. À, cái hình này chúng ta cho vào trong. Đấy. Ok chưa các em?
Rồi ạ. Rồi, tất cả các bạn bỏ đường viền đi nhá. Đấy, xem cái nào còn đường viền ta bỏ đi. Rồi. Bây giờ đây tiếp tục chúng ta sẽ vẽ một cái hình bình hành. Bình hành nhá. Chúng ta xem có hình nào là hình bình hành đó ở đây. Hình bình hành ở đây. Rồi chúng ta vẽ. Đấy. Và vẽ xong lát nữa chúng ta xoay. Rồi các em lật cho chúng ta lật cho thầy. Nhân đôi đã, nhân đôi đã nhá. Nhân đôi. Đó. Giữ shift nhân đôi. Xong các em chọn quay xuống. Các em cho cái này xuống dưới đây. Đó. Hai cái này chúng ta nhóm vào. Hai cái này nhá, hai cái này các bạn nhóm vào cho thầy. À, để đến đây rồi bây giờ ta nhóm cái này ta dịch lên đây một chút cái này đây các em làm học cái môn này của thầy xong cái là các em giỏi rồi là chúng ta về home sau đó chúng ta chọn hai cái hình bé các bạn chọn chuột phải các bạn chọn nhóm vào group nhé đấy sau đó các bạn đẩy nó vào chỗ góc này rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo xiên nó đi. Alo cả lớp hiểu chưa? Rồi nha. Hai hình này các bạn cho không màu cho thầy. Đấy, nó không màu cả hai. Cho nó màu vàng. Cho nó màu vàng. Sau đó thì các bạn chọn cho thầy đợi cho thầy tí nữa đợi, đợi 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 thầy một chút ta làm một cái xong ta ấp nó vào xong à, bây giờ các bạn tách nó ra tách ra thầy xóa đi cái màu vàng dưới đó cùng thầy sửa cái này edit ok chưa các em? Rồi nhá, ta xóa, ta để kéo vào trong đây một tí nhé. Rồi chỗ này các em kéo vào giữa rồi. Các em chọn Edit File các bạn kéo cái này xuống vào đây một tí. Đấy, xong các bạn cho nó mờ đi một tí. Để nó tạo thành cái gờ. Cả lớp hiểu chưa? Alo. Rồi nhá. Thế xong rồi các em bắt đầu ta mới lật xuống. Đấy, bây giờ ta lật xuống thì chúng ta sẽ chọn cho thầy sang in sang đây, sang in design. Nha, chúng ta chọn kệ nó, để ta chọn này. Để ta xem nó hiện nút kia chưa? Không chọn hiện nút kia thì chúng ta sẽ sửa lại thầy sửa lại một tí cho nó phẳng edit vòi cho nó cao lên một tí đấy rồi thầy sửa xong rồi thì bây giờ thầy lật thầy lật thầy copy cái này ra làm đôi đấy thì chúng ta vào chúng ta chọn copy trong page chọn Ctrl C được V đấy, ta dán được một cái xong bây giờ các em lật lật bằng cách các em kéo trên này xuống đấy. Lật thì hiểu chưa cái nút lật đấy giữ shift lật cũng được nhá rồi không cần một cái nút kia nữa này. Ok chưa cả lớp rồi đó. Xong bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái đường viền phía trên đây. Viền phía trên này. Chúng ta chọn cho thầy shape.
chúng ta chọn cho thầy hình chữ hình bình thành nhỏ thôi, nhỏ thôi nhé. Rồi cho em đẩy nó vào đây, đẩy vào đây. Em cho ngắn lại một tí. Đó, cho ngắn lại một tí nhá. Xong các em để thầy ấy lại hình thành, thầy vẽ lại. Sau đó thầy chọn Edit File. Sau đó thầy chọn không đường viền, thầy cũng chọn màu vàng. Với màu vàng này thì chúng ta lại copy một cái xuống. Đấy, copy một cái xuống đây. Đấy, các thấy, các em thấy là mọi thứ dễ chịu chưa? Đấy, lật xuống nhá, giữ shift kéo lật xuống. Đó. Rồi bây giờ các em cho nhỏ lại để xem cân đối chưa. Rồi, chỗ này chúng ta cho màu đen của cái này, ta cho màu đen. Đó. Rồi cái màu này có màu đen một nữa. Màu đen này. Chọn một cái màu nó gần hòa với cái màu kia. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đánh chữ vào các vị trí. Ở đây là cân bên phải, chữ là cân bên phải. Bây giờ chúng ta sẽ vào Insert. Đó, chúng ta chọn hộp chữ Tick Box. Rồi, hộp Tick Box thì các bạn vẽ nó chồng lên đây nhá. Các bạn vẽ là, các bạn đánh chữ là 2030. Ồ, 30 là của chúng ta tăng lên. Đó. Rồi các em về home, các em chọn cho thầy nút bên phải nhá, nút như chữ của chúng ta là bên phải. Sau đó các em cân chỉnh cái này cho nó nhỏ lại một chút. Đó, để nhá, bên phải. Cho chữ rồi. Bây giờ chúng ta đánh chữ là, các bạn đã nhìn thấy cái mẫu của nó chưa nhỉ? Đường link nhìn thấy mẫu chưa? Rồi ạ. Rồi, report. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cho hai cái chữ này nó một cái phông béo lên. Được chưa? Trong hộp phông của chúng ta, các bạn có thể chọn nó rất nhiều. Rồi, bây giờ nha, bây giờ mới chọn chữ này, Text Option. Bên này các bạn chọn chữ cho thầy là cái nút này để chúng ta căn, căn bên top này, rồi căn bên phải này. Phải thì chúng ta chọn. À, cái này là hướng quay của nó. Còn cái này bây giờ các bạn có thể là giảm cái lề bên phải đi. Đó. Để giảm này đi nhé. Tốt cho về 0. Rồi bút cầm nó đi nữa cho về 0. Đó. Xong bây giờ chúng ta sẽ chọn cái hộp này. Chúng ta cho nó là không màu. Đó. Xong cái này các em cho màu trắng. Em cho màu trắng cho thầy. Đó. Hai cái này tất cả màu trắng hết. Màu trắng.
rồi các bạn chọn hai cái chữ này sang bên tay phải đó. Xong bây giờ xuống chữ xuống dưới các em đánh tiếp cho thầy. Tiếp cho thầy là global. Business. Đấy, thì cái dòng chữ này thì các em cho nhỏ nó lại, không cho nó đấy, chúng ta chọn cái phần chữ không cho nó nhỏ. N nhá, N là cuối cùng. Và chúng ta đấy, ta sửa chữ lại. Giải pháp solution. Em cho này lên. Cho nó. Còn chữ 2003 chúng ta cho sang bên tay phải đó. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái phông chữ lại một lần nữa để cho nó to lên đó. Chúng ta chọn chữ cho, chọn phông chữ nào. Chúng ta cho kiểu này cũng được, nhưng kiểu này thấy đẹp này. Mình modify, mình dựa trên cái khung đấy thôi. Đó, mình có thể là modify cho nó khác đi. Đó. Rồi bây giờ đường thẳng này. Các em chọn đường thẳng để kẻ dọc vào đây. Các em chọn cho thầy shape, các em chọn line. Đó, các em vẽ cho thầy đến đây. À, nó ở trên chỗ Z-pop. Rồi, thầy nhờ. Sau đó chúng ta cho màu trắng. Các bạn tăng kích thước lên à. Tăng kích thước thì nó sẽ đậm lên à. Cả lớp hiểu chưa? Rồi, cái hộp này bây giờ chúng ta cho, cho cái hộp này à, không viền à. Thì nó sẽ rất là ngon lành. Rồi bây giờ ta sẽ cho một dòng chữ phía trên này. Chúng ta lại vào Insert, chúng ta chọn. Các bạn đánh chỗ này. Đó. Các bạn đánh chữ là headline. Shift home. Tăng cỡ chữ lên. Tăng cỡ chữ lên. Đấy, xong dòng xuống dưới Lorem. IP Zoom. Đó. Sau đó thì các em chọn font chữ cho đậm lên. Đó. Rồi chúng ta xuống dòng một tí nữa. Em xuống dòng một tí nữa. Em chọn space here. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái đường viền này đi bằng cách chọn vào đây. Đó, thì nó mất cái đường viền của hộp text box đi.
Các em lựa chọn cho thầy một đường thẳng. Các em kẻ vào đây với màu đen, chọn màu đen cho thầy, chọn độ dày lên. Đó, chữ này chúng ta có thể thay font chữ. Còn cái hộp này chúng ta chọn low fill. À, không phải, chúng ta chọn này. Đấy, các bạn chọn format save, các bạn chọn vào đây, các bạn chọn no key. Đấy, thì dòng chữ nó ở chỗ này. Ok chưa cả lớp? Đấy, các bạn copy cái này control xuống đây, thẳng hàng giữ shift. Đấy, các bạn cho cái này dài ra, được chưa? Rồi các bạn ghi cho thầy Loren. IP Su Đô La. Rồi xuống đây. Xuống đây thì chúng ta sẽ thiết kế cho nó các dòng đánh nhỏ. Đấy, các bạn cho dấu chấm ở đầu dòng, dấu chấm đầu dòng. Để dấu chấm đầu dòng thì các bạn về home, các bạn chọn cho thầy phần trong này, các bạn chọn chỗ này, cái nút này cho thầy. Cả lớp nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Rồi nha. Rồi đấy, thôi chúng ta đánh đánh lại. Người ta phải copy cái đấy cho nó nhanh. Dòng viết các em inter inter đây là tiếng này, là tiếng quốc tế nha, nhưng mà nó không phải là tiếng Anh đâu nha, nó chỉ có một vài chỗ nó là lai một cái loại tiếng Latin nào đó. Chúng ta mang ra làm mẫu thôi, còn khi mà các em dùng tiếng Việt thì các em sẽ điền tiếng Việt vào, ở hoặc đi làm cho nước ngoài thì các em bỏ tiếng Anh vào. Đó, chúng ta vẽ này được đây. Rồi xuống dòng, lát nữa chúng ta mới chỉnh chữ. Bây giờ các em cho dòng chữ này nhỏ lại. Ok chưa? Alo cả lớp. Đấy, thế xong rồi các em chọn font chữ cho nó đẹp hơn một chút, thế là được. Rồi, thầy vừa thiết kế xong một cái mẫu. Alo, cả lớp hiểu ý thầy chưa? Vâng ạ. Dạ. Chúng ta thích không? Có. Rồi, thế là xong một cái mẫu này đẹp đúng không? Bây giờ thầy lại ghi lại phim nhá. Chỗ này cho mấy cái biểu tượng linh tinh vào nữa là được.
Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi cái này thành phim. Các em càng làm nhiều bìa này thì các em có những cái sức sáng tạo khác nhau, bằng cách là chúng ta làm liên tục, mẫu nào chúng ta cũng làm được. Đấy. Thế nhưng có những nơi người ta bắt thiết kế bằng Word cơ, nhưng nó không thiết kế bằng Illustrator. Đấy, cho nên là không phải là cái nào họ bắt mình phải làm như thế. Mình phải sáng tạo. Rồi cái chữ này các em có thể cho nó không khác. Hai cái này mà nó mà dày quá thì em chọn ở đây, em giảm đi. Đó, nó giảm lên. Đây cái nút này nhá, nút Paragraph nhá. Ok chưa cả lớp? Vâng ạ. Có đẹp không các em? Có. Rồi. Đó. Rồi bây giờ thầy lại ghi phim vào nhá, thầy đăng lên.